Sơn Ngọc xin mến chào quý bà cô chú anh chị đã đến video của Sơn Ngọc. Ngọc chúc quý bà cô chú anh chị mình thật là nhiều sức khỏe nha. Thì hiện tại Sơn Ngọc đang có mặt ở nhà của cô thiếu nữ 14 tuổi mà lúc trước Sơn Ngọc đã chia sẻ cho quý bà cô chú anh chị mình biết đến rồi. Thì hôm nay Sơn Ngọc quay trở lại để Sơn Ngọc gửi những cái số tiền của các mạnh thường quân để gửi tặng cho bé. Thì hy vọng quý bà cô chú anh chị cùng đồng hành với Sơn Ngọc hết video này nhé. Thì hồi sáng cả nhà, Sơn Ngọc có đi lên trên rẫy của bé và mình đi lên trên đó rất là xa, với lại mưa nữa cả nhà. Hiện tại thì cả nhà mình cũng thấy đó, gió quá trời gió luôn và mưa nữa. Thì mình lên tới chỗ thì mình không thấy bé đâu cả nhà ơi. Kiểu như mình lên tới đó rồi mà mình không thấy bé thì nó rất là buồn. Với lại mình đi nó cũng hơi mệt tí thì Ngọc được quý bà cô chú anh chị người dân chia sẻ là bé bữa giờ đó là ở trên vùng núi này mưa với lại gió rất là nhiều. Thì bé đã về dưới nhà dưới làng, hiện tại bé đang ở đây. Và hôm nay Sơn Ngọc mới biết được nhà cô bé và Sơn Ngọc đến thăm và mới ghi hình được cho cả nhà mình xem. Thì Ngọc mời mấy bạn cô chú anh chị cùng đi với Sơn Ngọc vào trong nhà của bé nha. Rồi cả nhà mình thấy nhà của bé. Anh chào em. Hiện tại đây là căn nhà của em luôn á hả? Không biết là có tối lắm không cả nhà mình. Thì cả nhà mình thông cảm nha, thì hiện tại ở ngoài nó cũng hơi sáng một tí nhưng mà mưa và gió nữa. Còn mình vào trong nhà thì nó hơi nhỏ với lại nó tối. Hôm nay anh đến thăm lại em nè. Em có sợ anh không? Hả? Có sợ hả? Vẫn còn sợ hả? Còn nhớ anh không? Lúc trước anh đi lên trên rẫy nhà em á, trên đó nhớ không? Nhớ hả? Rồi bữa nãy anh có đi lên trên đó thì không có thấy em. Và anh đi về lại, anh hỏi cô chú ở đây, cô chú mới chỉ là em đã đi về nhà ở dưới làng rồi. Hiện tại đây là ngôi nhà ở dưới làng cả nhà. Và lúc trước con Sơn Ngọc lên thăm hoàn cảnh của bé là bé ở trên rẫy. Ở trên đó gọi là trên rẫy nhà em đúng không? Và hiện tại thì em ở trên đó thì em đi làm công việc gì em hả? Chặt củi. Mình đi chặt củi. Dạ. Chặt củi là mình chặt về mình chậm hay là mình bán em hả? Mình chậm. Mình chậm. Dạ. Rồi mình đi làm cái gì mình kiếm tiền ở trên đó? Dạ không có gì đi làm. Chỉ đi chặt củi, chăn bò. Chăn bò thuê đúng không? Dạ. Thì lúc trước anh lên trên đó anh thăm về cái hoàn cảnh của em á, anh có ghi hình và anh được quý bà cô chú anh chị biết đến với cái hoàn cảnh của em và có ủng hộ cho em với những cái số tiền. Và hôm nay anh trở lại anh trao những cái số tiền của các mạnh thường quân để gửi tặng cho em. Thì em ngồi trò chuyện với anh một tí nha. Dạ. Giờ còn run không? Còn run, còn sợ không? Dạ. Sợ hả? Dạ. Ồ, hiện tại là căn nhà này là của em ở đây có một mình à hả? Dạ. Chồng về thì chồng cùng ở. Thì em chia sẻ cái hoàn cảnh của em thêm một lần nữa cho quý bà cô chú anh chị mình biết đến đi em. Năm nay là em chính xác là bao nhiêu tuổi với em hả? Dạ 14. 14 tuổi. Dạ. Và em đã lập gia đình là năm bao nhiêu tuổi với em ha? Lập gia đình cũng hơn 1 năm rồi. Hơn 1 năm rồi. Dạ. Chính xác là 14 tuổi rồi em lập gia đình hơn 10 năm. Hơn 1 năm. Dạ. Lúc đó thì em cỡ 12 hơn hoặc dạ. là 13. Đúng không? 13. Rồi em có mang bầu. Dạ. Mang bầu một đứa con. Rồi lúc đó là em đi làm ở công ty may ở trong Sài Gòn đúng không? Dạ. Rồi không may thì em gặp một cái vấn đề gì đó thì nó bị sảy thai. Dạ. Rồi em mới đi về đây đúng không? Dạ. Về đây em ở với mẹ hả? Dạ. Sao anh thấy cái ngôi nhà trong này nó nhỏ như vậy? Hả? Đâu có tiền để xây đâu. Rồi khi nào chồng về?
cỡ khoảng 10 ngày nữa. 10 ngày nữa? Dạ. Em có gọi điện liên lạc với chồng không? Em đâu có điện thoại. Sao em biết 10 ngày nữa về? Dạ, điện thoại của mẹ. Là còn 15 ngày nữa là Tết đúng không? Dạ. Là còn cỡ 10 ngày nữa thì về. Dạ. Ăn Tết với em là vừa. Rồi giờ này em nấu gì em ăn chưa? Dạ ăn xong rồi. Ăn xong rồi hả? Dạ. Bữa giờ trời mưa gió rồi em có đi làm công việc gì không? Dạ không. Ở nhà thôi. Dạ. Chỉ 14 tuổi thôi cả nhà. À, cả nhà mình cũng thấy đó. À, nhìn bé còn rất là nhỏ luôn. À, thì không ai nghĩ như bé đi ngoài đường đây, không ai nghĩ, chắc chắn rằng không ai nghĩ luôn là bé đã có gia đình rồi cả nhà. Nhìn rất là nhỏ. Chính xác là 14 tuổi. Thì cái đây là cái căn nhà mà theo anh được tìm hiểu là theo cái phong tục của người đồng bào Lắc Lai. Dạ. Khi mà con gái mà đã lập gia đình rồi á, cha mẹ là phải ở riêng hả em? Dạ. Là mình đi ở riêng, không còn ở chung với cha mẹ nữa đúng không? Dạ. Là mẹ em cho em một chút xíu này để xếp những cục táp lô này lên ở hả? Dạ. Là cho hai vợ chồng của em á hả? Dạ. Rồi, cả nhà ơi, để Sơn Ngọc cho cả nhà mình nhìn sơ qua cái ngôi nhà của cô bé. Sơn Ngọc cũng không tin nổi luôn cả nhà. Buổi tối là em ngủ đây hả? Dạ. Khi mà chồng về rồi thì hai vợ chồng ngủ đây luôn? Dạ. Phải không? Dạ phải. Rồi. Anh xin phép anh dỡ cái này lên cho cả nhà mình xem nha. Dạ. Rồi, cả nhà mình xem. Nếu như cái này á, thì thường thì mình gọi là cái sạp, cái khung giường. Nhưng mà cái này là mình tự làm đúng không em hả? Dạ. À, làm cũng đơn giản cả nhà ơi. Làm những cái cây nè, cây trên rừng mình chặt về nè đúng không? Dạ. Rồi lấy dây mây bao rồi cột lại nè, những cọng dây ni lông cột lại thôi. Cái này chắc cỡ 1 mét ngang quá cả nhà, mét ngang. Rồi dài chắc cỡ 2 mét thôi. Đủ hai chắc nằm thì hai người nằm. Là nằm im á, không có xoay qua xoay lại gì được luôn á cả nhà. Trời, chút xíu siêu à. Lò đồ để trong này hả? Dạ. Rồi. Lúc trước thì căn nhà này ai làm vậy em hả? Dạ, em ba mẹ em và chồng của em. Ba mẹ em, chồng em làm. Dạ. Ba người làm. Là mình chỉ có mua táp lô về nhà mình xếp đại rồi mình ở vậy thôi hả? Dạ. Làm căn nhà này chi phí hết bao nhiêu tiền? Cũng không chắc bao nhiêu tiền nữa. Không biết bao nhiêu tiền nữa hả? Dạ. Cái này không có chám xi măng đâu cả nhà, chỉ có xếp lên thôi. Đây. Cái nhà mình nhìn rõ nè, đây chỉ có xếp lên thôi, không có một tí xi măng nào hết trơn luôn. Thường thì những căn nhà xây thì mình phải xây có xi măng rồi này kia nó kín lại nấy. Mà cái này không có một tí xi măng nào hết, chỉ có xếp lên thôi, xếp đại lên thôi. Và Ngọc đứng thì đụng đầu luôn rồi. Nó cao chắc cỡ 1m7 hay sao cả nhà. Đụng đầu luôn rồi. Rồi cái đây là hành hay sao vậy em hả? Dạ hành. Cái này mình có bán được không? Dạ không, đi mốt á. Mốt hả? Dạ. Ở đây người ta trồng hành là mình đi mốt được hả? Dạ. Sao mình không bán đi? Để ăn. Để ăn? Dạ. Nếu như bán thì bán được không? Người ta có mua không? Dạ không. Sao người ta lại không mua? Hành dạ, này bán cổ, được mà. Cổ nhỏ nhỏ người ta không có mua. À, là khi mà người ta trồng người ta gặt á ha, là người dạ. ta đã lấy những củ lớn người ta bán hết rồi. Dạ. Và những còn những củ nhỏ lại thì mình mới đi mốt lại. Dạ. À, mốt lại thì trong gia đình ăn thôi. Dạ. À, nước đồ cũng để ở đây luôn. Dạ. Tối đồ uống hả? Dạ. Ở đây rồi mình có nước sinh hoạt gì không em hả? Dạ không. Có nước giặt đồ rồi mình nấu cơm rồi gì không? Có dạ, nước máy không? Có nước máy. Có nước máy mà đúng không? Dạ. Rồi nước đây mình cũng uống là từ nước máy luôn hả? Dạ. Rồi cả nhà mình ơi, đây, những cái chai nước mình hứng nghe mình uống đúng không? Dạ.
Rồi căn nhà mà mình đi vô là có cái giường với cái võng và những đồ linh tinh, là thấy đã hết căn nhà rồi. Rồi em nấu nướng thì ở đâu? Dạ trong nhà bếp đó. Dẫn anh đi ra nhà bếp xem như nào. Rồi cả nhà mình thấy ngôi nhà của một cô thiếu nữ 14 tuổi đã lập gia đình và ở riêng với cha mẹ. Đây căn bếp của em. Dạ. Cũng xếp những cái cục táp lô lên như vậy. Dạ. Rồi em nấu gì chưa? Nấu rồi đâu cho anh xem được không? Rồi, mở lên mở ra cho anh xem. Mở nấu gì? Canh ăn hết rồi. Đây là cơm hả? Dạ. Cơm. Canh ăn hết rồi. Canh ăn hết rồi. Dạ. Là em ăn chưa? Dạ em ăn rồi. Ăn rồi hả? Dạ. Căn bếp đủ chỗ ngồi để nấu thôi. Rồi. Rồi nhà của mẹ thì ở đâu? Là ở sát bên luôn hả em hả? Dạ, đây, mình vào trong được không em? Dạ, rồi, cô đang giữ con của ai vậy em hả? Giữ con của chị. Con chào cô. Chào con. Cô nhớ con không? Nhớ. Còn nhớ con không? Dạ. Còn nhớ hả? Ừ. Dạ. Em chào chị ạ. Chào em. Em qua đây ngồi để anh trò chuyện với em tí, với lại gia đình tí nha. Con ngồi con trò chuyện với gia đình tí nha cô nha. Em giới thiệu với anh với lại cô chú anh chị đây là ai vậy? Dạ đây là chị hai của em. Chị hai. Là ở trong gia đình của mình là có mấy người em hả? Dạ có 8 người. Có 8 người? Dạ. Có 8 người lận? Dạ. Có mấy người con trai mấy người con gái em? 4 người con trai, 4 người con gái. Là đi đâu hết rồi? Dạ đi làm. Và hiện tại ở nhà của cô là có mấy người đang ở nhà? 4 người. 4 người. Rồi đâu? Đâu hết rồi? Ngồi ở trên võng. Em là đứng thứ mấy em ha? Em chắc đứng thứ 6. Thứ 6? Dạ. Em còn, vậy là em còn 2 người em nữa. Dạ. Hình như em đang thấy chị đang mang thai hả chị ạ? Ừ. Mấy tháng rồi chị? Cũng biết mấy tháng. Chờ đẻ thì đẻ chứ. Chị có đi siêu âm chưa? Không. Đâu có tiền đi siêu âm. Không đi siêu âm luôn hả? Mà đưa đào cũng vậy luôn, ở vậy luôn. Ở trên này chị có mấy người con rồi? 3 đứa. 3 người con rồi. 2 đứa. Dạ. Mấy đứa nhỏ là con của ai đây? Con của chị á. Đứa trai đi hả? 3 đứa nhỏ này là đều là con của chị hết. 2 đứa nữa. Dạ. 2 đứa nhỏ. Đứa này. Còn đứa kia thì em. Bé gái này với lại cậu con trai này. Ôi, đây có 4 đứa luôn mà. Đây là con của cô nè. Dạ. Ốc của cô nè. Dạ. Là con của cô nữa. Con với cháu bằng tuổi với nhau luôn hả cô? Còn cháu lớn hơn con đây nữa. Cháu lớn hơn là gì nữa hả? Ừ. Đây con cô. Ba bé này là con của chị hai. Con của chị hai nè. Dạ. Đây con của chị ba nè. Đây con chị hai. Kia con chị ba. Chị ba. Dạ. Đây là con của mình. Ừ. Dạ. Đây là gì? Chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi chị hả? Năm nay 28 tuổi. Chị 28 tuổi rồi. Làm chị đâu rồi? Chắc đi còn đi rừng. Đi rừng. Đi kiếm bể bả chứ. Đâu có việc làm đâu. Mình ở chung với lại mẹ hả chị? Ở chung luôn. Dạ. Đông chị gái nhà nhỏ vậy mà đông người á. Chị ngồi trò chuyện với em chị sợ không? Đâu có sợ. Không sợ. Tại vì em thường đi thăm bà con đồng bào Lắc Lai á. Dạ. Thì em thấy bà con hay sợ. Kiểu như thấy tụi em đến giúp đỡ thì sợ á. Dạ, cho nên em xin phép trước. Dạ. Đâu có sợ. Là chị sinh là 3 bé. 2. 2 bé. Bé trong bụng là 3 bé rồi. Và
mấy bé trước thì cũng không có đi siêu âm gì hết trơn. Ở vậy luôn. Dạ. Và lúc mình sinh thì sinh ở đâu chị hả? Sinh ở nhà chứ. Sinh ở nhà luôn. Hả? Ừ. Từ đây ở nhà. Mình khổ mà. Dạ. Hoàn cảnh mình khó khăn á. Rồi vài bữa bé trong bụng hiện tại đang trong bụng chị thì vài bữa cũng sinh ở nhà luôn hả? Dạ. Mình sinh ở nhà luôn chứ. Siêu âm thì cũng không đi siêu âm lần nào hết. Ừ. Cũng không biết con trai con gái luôn. Cũng không biết luôn. Khi nào đẻ ra mới biết. Dạ. Rồi. Trời ơi. Chồng chị thì đi trên núi lượm củi này kia bán thì được bao nhiêu tiền chị hả? Có 15 ngàn một người à. 15 ngàn một người. Ừ. Phải không? Chồng phải chồng chị là đi lên trên núi là lượm củi bán không? Thì em thấy bà con hiện tại là ở cái khu vực hiện tại nha. Thì em được biết thôi, khu vực hiện tại ở trong làng này của mình là em thấy thường là bà con ở đây là cứ đi lên trên núi là lượm củi và bán thôi. Dạ, dạ. Dễ thiệt mà. Và chồng chị cũng đang hiện tại đang làm công việc đó luôn. Dạ. Một gùi củi như vậy là bao nhiêu tiền? 15 ngàn một gùi. Bao nhiêu tiền vậy ạ? 15 á. 15 nghìn. 15 nghìn sao đủ nuôi con hả? Dễ. Có bao nhiêu ăn bao nhiêu chứ. Cũng đâu có nhiều đâu. Có ít ăn, anh có nhiều ăn nhiều. Có bữa no, bữa đói vậy. Anh có làm công việc nào khác không chị hả? Không, không có công việc nào. Không. Ừ. Có một cà phê thì hai cà phê. Dạ. Dài tháng, dài ngày gì đó. Dạ. Bữa giờ anh có đi hái cà phê không? Em thấy cái mùa này là cái mùa cà phê là mấy anh người đồng bào hay đi hái á. Có đi bữa. Dạ. Được cũng gần một tháng. Dạ. Được 2 triệu cũng về nhà mua gạo ăn. Dạ. Vậy. Thì hôm bữa giờ mưa gió vậy rồi cô có đi làm công việc gì không cô ạ? À? Không, con không có việc làm không. Chỉ đi lượm củi thôi. Gùi thì 15 ngàn. Ăn bậy bạ vậy à con à. Không có cái gì ăn, không có cái gì làm nữa. Dạ. Phải tháng nắng thì đi lượm phân cũng có tiền, cũng rẻ quá, một bao có 15 ngàn cũng dễ à, cũng giống củi à. Dạ. Một gùi củi thì bao nhiêu tiền? 15 ngàn. Một bao phân thì cũng 15 ngàn nè. 15 ngàn. Rồi bữa con có hỏi ông chú kia, ông chú cũng nói ở khu vực của mình ở đây á, phân người ta đâu có mua nữa đâu. Ừ, bây giờ đâu có mua. Dạ. Hết mua rồi. Phải nắng thì mua, còn mưa gió như vậy đâu có mua. Dạ. Đó. Rồi vậy đâu có việc làm nè. Bây giờ hiện tại thì cô vẫn còn đi lượm củi đúng không? Đi lượm củi. Dạ. 15 nghìn thôi. 15 nghìn rồi á. Rồi bé có đi không? Bé có đi lượm củi với cô không? Bé có lần thì nó đi chung. Dạ. Có lần thì nó giữ mấy đứa cháu này nè. Dạ. Rồi chị cũng đi làm, đi giặt đồ hay gì vậy á. Dạ. Đâu có gì làm, đâu có. Không có việc làm á. Phải tập mưa người ta đồ đi. Ừ. Mấy người con trai của cô đi làm xa hết rồi ấy, thì có gửi tiền về phụ giúp cô không? Đâu có, hai đứa kia còn nhỏ rồi chứ. Dạ. Có hai trai lớn rồi, đứa nữa thì có vợ cưới đi rồi. À. Con đứa trai đó nằm dẫn á. Dạ. Được đó, đâu có đi đâu á. Nhưng con trai kia của cô là năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 18, 19 gì nãy, mới hỏi nãy. 18 tuổi, 19 tuổi. Sinh năm 94 á. Sinh năm gì, 94 hả? 94. 94 là 20, 30 tuổi rồi. 24 chứ. 24 á, quên rồi, dạ. Đâu có biết đâu. Cô nói 94 ngọc mất hồn luôn cả nhà. Không chứ, nói yeah. Cao quá. 24 là năm nay 18 tuổi. 18 tuổi hả? Dạ. 18 tuổi rồi sao anh đó không đi làm cô ạ? À? Có đi làm, đi mà đi 2-3 ngày rồi về. 2-3 ngày rồi về á. Dạ. Đi làm công việc gì cô? Đi hái cà phê chứ. Dạ. Đâu có làm gì. Trên này đâu biết làm gì, đâu có ai mướn ai thuê gì đi làm. Đi làm củi làm đồ vậy chứ.
chặt củi, chặt củi từ đó, chặt cây từ rồi đốt. Người con nhỏ nhất của cô là năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? 5 tuổi. 5 tuổi hả? Là chồng của cô bỏ cô là bao nhiêu năm rồi? Là cũng 5 năm. Là khi mà cô mang thai bé này thì chồng cô đã bỏ cô rồi hả? Rồi bữa giờ là chú có về thăm gia đình của mình không? Không không. 5 năm nay rồi là không về thăm gia đình mình cũng, luôn. Cũng sai sai mới ổng chuyển ổng mới vô đây. Dạ. Rồi khi mà chú vô thì sao? Đâu có sao gì đó. Cô vẫn cho vô nhà bình thường à? Vô nhà không có, cho vô nhà. Là vô thăm đó, vô thăm con thôi đúng không? Thăm con. Dạ. Ngon ngó mấy đứa con rồi đi, ổng rõ đi chứ. Dạ. Đâu có cái gì cho mấy đứa con đâu. Câu thì ông thương thôi, còn mấy đứa con mà ông cũng bỏ đi luôn à. Dạ. Cũng không cho tiền cho gì không. Rồi cô có hận chú không? Hận chứ sao lại không hận. Dạ. Rồi mấy người con của cô thì nghĩ như thế nào? Thì mấy người con thì cô không có biết có, nghĩ sao. Kiểu như nhiều lúc ba đến thăm rồi có nói chuyện với ba không? Nhiều lúc ba em đến thăm em rồi em có nói chuyện với ba không hay kia không? Dạ không, không. Ba đâu không, ba không có nói. Ba không nói hả? Dạ. Không nói là sao? Ba không có nói chuyện với mình. À, là chỉ có đi ở ngoài đường nhìn vô thôi. Dạ. Cũng gần đến Tết tới nơi rồi thì gia đình của mình chuẩn bị gì chưa vậy cô ạ? À? Đâu có tiền chuẩn bị gì đâu. Dạ. Như vậy đâu có tiền mà chuẩn bị. À, mỗi năm thì gia đình mình cứ bình thường vậy thôi à? Bình thường vậy thôi. Không có cái gì đâu. Có mua bánh trái đồ gì chưa? Không. Dạ. Đồ mấy đứa nhỏ rồi có đồ Tết rồi chưa cô hả? Không có luôn. Đồ cổ cổ người ta cho rồi mà chứ. Rồi thương ghê chưa. Mấy đứa nhỏ ở vùng núi này cả nhà không biết là Tết là cái gì luôn. Rồi ở đây rồi có lì xì rồi cho mấy nhỏ đồ không cô? Không có luôn. Thương mấy nhỏ trên này thương ở nhà, không biết Tết và cũng không biết lì xì là gì luôn. Chồng em đi làm thì bao lâu rồi? À, một tháng rưỡi gì đó hả? À, lúc trước anh nghe em nói là làm cũng lâu rồi mà cả mấy năm, một hai năm gì đó chưa về mà đúng không? Dạ, mới về mới đi á. Về đi làm. Về hồi nào rồi? Ra tiền gì nó phải thai hồi bữa. Ồ. Rồi nó bệnh đem đi nhà thương rồi. Dạ. Bà chủ cho mượn tiền á. Dạ. Lo cho nó phải thai hồi bữa. Lúc trước bà chủ cho mượn bao nhiêu tiền? 5 triệu. 5 triệu? Dạ. À, là chồng làm bữa giờ là trừ nợ hết rồi. Dạ. Trừ nợ. Rồi hôm bữa chồng về cách đây mấy ngày? 6-7 ngày á. À, rồi đi lại rồi. Dạ. Là có mang tiền về cho em không? Có đem về có 1 triệu à. À, có 1 triệu. Dạ. Cách đây mấy ngày rồi em hả? 6 ngày. 6 ngày? Dạ. Rồi còn tiền không? Dạ không, đi mua gạo rồi. À, mua gạo đồ để dành ở nhà hết rồi hả? Dạ. Gạo luôn cá, cho mẹ ăn nữa, cho cháu ăn nữa. Vậy là mình mua bao nhiêu gạo, bao nhiêu thịt cá gì là trong gia đình đều ăn hết, chung hết? Đâu có mua thịt, nói gì thịt, nói mua cá khô chứ. Mua cá khô 2 chục, nửa ký đồ á. Chị hai đồ ở đây rồi cũng ăn chung luôn hả? Ăn chung luôn à. Dạ. Ngủ riêng vậy thôi. Thì hôm nay anh đến anh thăm lại gia đình của em. Và thăm lại nhất là em nè. Lúc trước anh đến anh lên trên núi đó, em nhớ không? Dạ. Anh lên trên núi anh thăm về hoàn cảnh của em đó. Rồi cũng có biết bà cô chú anh chị quan tâm và thương em. Thì có gửi cho em một cái số tiền. Thì hôm nay anh trở lại và anh gửi thay mặt các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân để anh gửi số tiền này cho em. Thì con xin phép cô Diệu Hương, gia đình cô Diệu Hương ở Pháp gửi cho bé
với số tiền là 3 triệu. Thì đây, số tiền 3 triệu của cô, con gửi cho bé luôn nha. Đây cả nhà, 3 triệu. Đây. Đây, gia đình của cô Diệu Hương ở Pháp gửi cho em với số tiền là 3 triệu nè, để cho em chăm lo cho cuộc sống và mua đồ gì, Tết gì đó nha, gần cái Tết rồi, mua đồ Tết rồi hay là mua đồ ăn ngon để mình ăn mùa Tết nha. Em đếm thử trong đây đúng 3 triệu không? Biết tiền không vậy? Biết. Em biết tiền không? Đây là bao nhiêu tiền? 3 triệu. Một tờ này là bao nhiêu tiền? 500. À, đúng 3 triệu chưa? Dạ đúng. Đâu, đếm lại anh xem nào. 1, 2, 3, đúng không? Dạ đúng. Rồi, à, em gửi lời cảm ơn đến lại gia đình của cô Diệu Hương ở Pháp đi. Dạ, cảm ơn. Em nhìn vào kia nè, cô Diệu Hương ở Pháp ở trong đó đó. Dạ, cảm ơn cô Diệu Hương. Chúc cô Tết này mạnh khỏe. À, cô ơi, cô có muốn gửi đôi lời nào đến với lại cô Diệu Hương đã giúp đỡ cho gia đình của mình không? Cảm ơn cô Diệu Hương hả? Dạ. Cảm ơn ở đâu nãy? Ở Pháp. Ở Pháp luôn hả? Dạ. Cảm ơn cô đó nha. Dạ. Cô biết nói dạ. nhiều không? Dạ. Cô biết chữ, biết gì hết á. À, thì cả nhà mình cũng biết bà con đồng bào thì ít rành về cái tiếng Kinh. Cho nên là Sơn Ngọc thay mặt gia đình một lần nữa con cũng xin cảm ơn cô Diệu Hương ở Pháp rất là nhiều. Con chúc cho cô và gia đình cô thật là nhiều sức khỏe. Đã gửi tặng cho gia đình của bé với số tiền là 3 triệu. Và con cũng xin thay mặt cô, con gửi cho bé rồi. Em vui không? Dạ vui. Vui hả? Dạ. Rồi ý định dùng số tiền này làm gì nè? Mua gạo, mua gì rồi vậy? Mua gạo nữa hả? Cứ mua gạo để dành thôi. Dạ. Mua gà để cúng. Để cúng Tết. Cúng là cúng như thế nào? Mua gà để cúng Tết kia ông bà ăn. À, là làm cúng này kia mỗi năm là mình phải mua gà này kia cúng hả? Dạ. Cúng cho ông bà. Dạ. À. Còn nếu như mà anh không có số tiền này thì gia đình của mình tiền đâu ra mà mua gà để cúng ông bà? Là khổ luôn hả? Khỏi à, nếu như có thì mình cúng cho ông bà, còn không có thì thôi. Mình cúng. À. Con hai con gà á. Dạ. Còn không có thì mẹ ở không vậy luôn. Và hôm nay anh đến anh thăm gia đình của em, anh cũng xin thay mặt gia đình của cô Diệu Hương ở Pháp gửi cho em với số tiền là 3 triệu. Anh cũng đã gửi cho em rồi và mình có thể chăm lo cho cuộc sống và chăm lo trong cái Tết này. Thì Sơn Ngọc cũng xin khép lại video tại đây. Cảm ơn quý bà cô chú anh chị đã quan tâm và theo dõi video của Sơn Ngọc nha. Hẹn cả nhà những tập video tiếp theo. Bye bye cả nhà.